Chào cả nhà đến kênh Hương Ngọc Vlog nha. Bữa nay mình có mua cái đầu heo mà mình nướng nha cả nhà. Đây mình nướng với ngũ vị với nước ốp thịt nha. Còn nếu mình trộn là mình nướng chung nha. Với ăn với cà chua. Đậu bắp nướng nha cả nhà. Với rau sống. Nửa mình ra đó mình hái mới rau sống rồi kia mình ăn chung kèm nha. Còn cái đầu heo hiện hồi nó mình đi luộc xong rồi cái cho nó chín rồi mình mới ướp mình nướng sao nha cả nhà. Con heo mình luộc xong rồi nè cả nhà. Con heo luộc rồi đó. Cái đầu heo. Mình ướp một bịch ngũ vị hương đi. Này ướp ngũ vị hương ta. Tại vì trong đây nó có sốt ướp rồi nè. Có thôi đừng ướp đó. Mình luộc chín nó nhiều rồi đó. Mình có thêm gia vị gì không? Nãy luộc chắc có gia vị hả? Chưa. Nó xong dặn cho nó ra anh vừa ăn. Chắc mình thêm gia vị. Ướp miếng tiêu luôn đúng không? Này chắc ướp hai bịch á. Sao cũng được. Hai bịch đi. Hai bịch đi nó mới đậm đà. Nước hai bịch mình dặn gia vị ít thôi. Không dặn gia vị luôn, hai bịch là vừa đó. Gì khó dặn. Có mua gì bị bịch đây nè. Hai bịch đâu có gì hết. Nước với bọc luôn. Thơm quá ha. Qua tay ướp cái này vô kho được không coi, thấy nó thơm quá à. Có bịch ướp nó chất kho riêng nè. Này thơm quá nè. Có cũng ra bịch gì đó nhưng mà giờ ướp bịch kho. Giờ gia vị gì cũng có chứ. Nếu mình luộc rồi mình có rửa sạch lại như ăn nè. Mà tôi nó đóng đó. Này không để trong cái mâm nó dễ hơn rồi. Cái thà chứ khó nha. Mình tính để trong mâm cho nó bự hơn cái... Ừ. Úp, để cái thao bự hơn cái mâm. Mà trong cái thao thì nó tấm hơn cái mâm. Cắt làm hai luôn rồi không? Cái bể miếng đầu vậy nè. Cắt cũng được, nó dễ mà. Không có cái đường đó. Cắt mình dễ ướp đó, cái dao khéo.
Vậy mình cắt ra luôn nha nè. Mình để nguyên cái đầu mà không cắt ra luôn đi. Người ta chặt cỡ cái người ta cạo lọc sơn cái nữa người ta mới đi căng mình. Nó gọn không? Nó chứ mình về mình cũng cạo lại. Ừ, cạo nhưng mà mình đỡ hơn. Đỡ cực. Thấy cái lỗ tai chà lên. Lấy cây riêng cho con nè. Lấy cây cây dao á. Cái gì? Cái muỗng ghim đó. Chỉ dắt kia mà chờm dắt này kiếm mới thấy biết cái gì. Lúc nó rất là đùng nè. Nhìn cho nó hấm. Cái cây này là cái gì? Cái nỉa. Nhìn cho nó hấm vô trong ngay cái nhà. Mình để cái kia cái muỗng nỉa, còn này nỉa sao ta kêu ghim đồ ăn hả? Cái này nè. Mình cho nó hấm vô, mình để cho nó hấm chút xíu nữa rồi mình mới đi đốt than. Mình để lấy cái mâm, mình để cái nó về vậy dưới nó thấm lên đó. Sao bóp hả? Mắt xa. Xăm chỗ. Xăm nhìn cho nó. Mình găng ra xăm dưới đó, dưới nồi nó xăm được gì đâu. Sai, không mất hả? Ừ, ít thôi. Còn hình như khăn tiếng đó con. Không cho giữ vô. Mình đâm vậy là biết mình lấy cái miệng. Đừng có lấy chơi nghe chị em. Dưới đó đang sơm không có được mà sơm hoài. Cố đâm coi đâm được không? Không. Từ từ hấm xuống nha. Rồi hồi mình đi lúc đũa mình quay tiếp cho nhà xem nha. Nãy mình trong khi chờ đợi đốt lửa để cho thịt heo nó hấm nè. Mưa cái nhà có mưa lâm râm rồi. Nhà chỉ mưa đang un nè, không biết đốt than kịp không. Cái đầu hay cái đó à, còn đó đó. Để đốt khoan xong rồi vô nướng. Đó, nó trong nhà mới ra nữa đó. Cái chạy mình một mối ăn quá giờ nên sơn lên màu đen luôn. Vui vậy. Cua này có nước mà răng me, răng giòn luôn ấy chứ. Cua này mình tính răng me nhưng mà suy nghĩ lại thì mình nấu lẩu cua nha cả nhà. Ngày mai mình nấu lẩu cua nha. Tối bắt thêm cái mình đi nấu lẩu cua. Coi chiều nay đi đâu có rau gì à, rau dĩa rồi về nữa. Dạ, với gãy với người ta chồng đó. Phát cỏ chưa? Nhân tắt nè. Ừ. Phát rồi. Coi có thì mình thái kèm đi. Ở dưới đó có hàng cá lù kiến mọi nhóc. Bên chị hai có bụi lắm. Người bu dưới ta. Cua này là cua đồng. Mới lớn. Còn đây là cua bự đây. Mô hình nuôi cua. Nhiều cua lắm nha cái nhà. Này mấy chục con rồi nè. Mấy chục con mà nó gom gọn ở trong cái lu. Này nhóc chân luôn á. Tại mình quay trong đây thấy nó gì đó chứ nó còn dưới hang nữa. Trong cái lu hả vậy? Trong cái lu dữ lắm, cua luôn mấy chục con á. Nhà nó đeo nhóc chân nè. Vậy là hôm nay nuôi đó hả? Nuôi.
nè, trong hang, rớt trong hang rồi, rớt ở ngoài nữa nha. Đổ gà vào trong cái lu nha. Đó, đang bờ sữa nó vô. Ê, ui, làm gì vậy? Vô nó hột cái mỏ. Đây cái hàng mình có thể mình để thêm miếng tiêu nữa nè. Đưa qua đây nè. Bờ sữa nó vô nó thử nha. Phải không hay là hồi nó ha nữa cái đầu đi. Vẫn ăn luôn. Ăn khỏi chết mất mất hả? Ừ. Ngọn hồi lại có hàng quay tiếp cho nhà xem nha. Có hàng rồi chứ mình nướng nha. Đẹp quá. Dưới ăn không? Đây không có ấy đâu cần nha. Mình ướp cái mạo lên màu vàng ươm luôn đó nha. Đó. Hầm Phật. Nấu nước luôn. Đá lên nào chỉ cần nó khô nó réo lên là xong cái này. Tại mình luộc chín rồi. Biết rồi. Con heo lên màu rồi nè cả nhà ơi. Nè lên màu khác luôn. Miếng nó lấy ra được luôn rồi đó ông ơi. Kệ nó đi cho nó. Chỗ này chưa giòn nè. Nè cái đầu đá không. Thôi. Mình cho nó vàng đều hết luôn là mình đem ra được. Tại vì nó chín nè. Mà mình thích nó ấy ấy đều hết vậy đó. Này mình nướng thêm mà đậu bắp nữa nha. Nướng cà luôn. Thôi cà không có nướng. Đậu bắp nướng ăn kèm ngon lắm. Khói. Này không có sữa nha. Có sữa là làm mồm muối không. Muối ăn xanh. Sữa con mèo kìa. Chị qua bánh nhắc sữa mèo mới đẻ. Sao mình đi tới đâu khó cũng ngược theo chứ ta. Ờ từ hai mấy bước mới trộn rau tôi ăn kèm á. Nè hơi bị nặng. Cầm xong mới rớt cái bẹp cũng rất là quánh đó. Để dẹp cái gỗ này lên chứ đó. Để nó rớt cái bẹp một cái nha. Đi giữa. Tàn hình luôn. Đi giữa lại. Nghiêng cái này xuống nè. Cái xương thấy không sao.
luôn cháy vào bên trong mới chín là được hả? Vi khuẩn chưa hay lụm lên. Cái lỗ tai là chín rồi nè cả nhà. Túc cái bài vô tay con á. Chưa gái này gì chuyện chứ. Nấu ăn ngoài trang tôi uống đi. Con bổ nhưng mà con không có. À, vậy là giật đứng cái mỏ lên. Chết à, chết à, chết à. Chết à, chết à. Chết à. Sâu sâu cái cho nó lên khác. Cái này. Mát à. Lên là cái mới hả? Cái này ra không được tốt nữa. Này lấy phân giải vô. Có phân kìa không giải vô chứ. Phải bị sâu nè. Cái nào sâu cắt bỏ đi con. Cô quăng ra ngoài đi có con sâu đó. Đi nướng sâu cho ăn nha. Đâu cô hai? Đừng có nhổ cô hai, út quýnh không cô hai. Mình ăn rau này với cà chua hả nghe chứ không có gì nữa chứ. Rồi đi ra con ơi, được rồi. Cô bông mà đi trốn ta. Cái cà chua ăn kèm cái gì. Em hai là con cá vậy nè. Cái nè. Ca sĩ mới nha. Ca sĩ hát bữa đuổi gì à? Nhiều đây thôi nha cái gì. Là ăn không được hết thì để tiếp nha. Chứ để nhiều sợ không hết. Còn cái con cái heo này đang rồi ăn tới đâu xẻ tới đó nha. Đây quá ngon. Còn chế đậu cốc này. Còn mình ăn trái nè. Thơm quá. Rồi chuẩn bị mời cái nhà ăn luôn nha. Chào bà cô chú con. Chào bà cô chú.
Đúng rồi. Ăn gì lấy dao xẻ đi. Cắt mày ăn đi, cắt đi. Mày ra tay cắt đi. Mày ăn gì xẻ đi. Thì ăn cái gì cắt ăn. Thì ý thích bà ăn mà cắt, cắt đi. Thì ba đi. Thì ăn coi. Ai thích gì cắt đó ăn nha cả nhà. Đây thì đặng muối. Ai muốn chấm mày chấm, chấm mày thôi nha. Nóng không? Tấm muối chanh. Con cũng biết vừa ăn chưa nữa. Ăn nha mấy ông. Mời cái nhà ăn với mình luôn nha. Mình quay mệt là mệt quá không, mình không ăn nha. Nó cho bà ba ăn nha. Lỡ lên nó chỉ thì sao? Mình cái nhà. Thử coi vừa ăn không đây. Tấm muối ăn dần. Còn nóng. Mình lại có muốn nước. Để em hút cho lấy nước. Ăn cho bà ba bắt cắt nè. Ăn bóc đi. Thôi cái đó găng đầu ăn. Găng đầu mũi. Thôi găng đầu ăn. Găng chắc chắn mà người nhét trong cái mũi ăn. Cho mũi ăn. Bảy bà. Ý nói chuyện xà lơ. Tin ăn cái nào? Tới rồi mất luôn. Tin ăn được này không? Nó là ý mời ông bà của chú ăn nha. Rồi ba sẽ xuống dưới cho nó ăn đi. Ủa, ăn cái đó. Mời cái nhà ăn miếng thịt nha. Cái đó. Ăn với bà Út miếng thịt nè cả nhà. Ăn cái lỗ mũi với bà Út nha. Đi lên ăn nè con. Vô bà bắt nhắc nè hả? Mềm ghim à, ngon lắm. Tại vì con luộc mềm rồi. Cái đầu heo này chưa già. Chắc mày ý không chịu ăn không được hay gì? Được không? Chịu thì không trúng bản, trúng bài của bà. Thôi không, vừa ăn không? Được, vừa ăn, ngon. Béo, béo. Mỡ nhiều nó béo nha cả nhà. Còn nóng quá. Cho mẹ miếng nước rồi, khát nước quá. Cái này miếng cái cây đây. Miếng. Mà tôi nhảy miếng thịt nha. Thế miếng cà chua à? Đúng rồi, kẹp vô. Miếng dầu. Miếng đậu bắp. Đậu bắp, đậu bắp ngon nha cả nhà. Ý nó không thi được rồi. Cái cây cổ ốc luôn nha. Nãy giờ chưa ăn cái gì vậy? Nó là bắp. Để ăn trưa nha cái nhà. Giải trí nha. Giải trí. Mà cái nhà ăn cái hú hoa gừng nha. Đã hú hoa gừng á. Nhà ăn cái nè. Từ từ. Ừ ngon. Rồi nha, két két luôn. Ăn được cái trái này tốt nha cái nhà. Chị bệnh á. Đây mà cái thịt luôn. Đẹp ăn với hoa. Cái dạng hú hoa nè. Hả trái nè. Chồng có trái ăn lây gai nha cả nhà. Cả nhà cái lỗ tai nha. Miếng lỗ tai. Chi trước. Mà ổng hơn. Chị ổng thôi hả? Đấy. Đấy con hai hả? Nè. Chị ổng không thôi. Ổng thôi. Ổng thôi là ổng ngại không dám ghe. Nó ngại. Nó ngại. Nó ngại. Em kì nữa nè. Giờ đây. Bóc con ha. Con chó nó ăn nha con. Chó trẻ heo á. Ăn mạnh mạnh lên mấy bà. Tháo từ từ đó. Ăn gục 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 vô ăn cho hèm coi. Ừ. Quá ngon. Ăn gì đó. Đúng rồi đó. Ăn nhiều chứ. Ăn nghe không kịp đây mà còn nữa. Nghe heo rồi đâu. Thịt heo mà. Sáng nghĩ là mẹ đi làm heo rồi. Đi làm heo hả?
vừa cắt vừa ăn đi. Cắt rồi ăn đi. Ừ. Cắt chứ cắt hoài. Thanh ăn nè. Bà cáo qua, bà cáo qua con sơn xin mới là theo cho con hai ăn. Rồi ba cả. Nhìn nhiều đất nha. Cho là nguyên cái đầu luôn đi. Cho nguyên cái đầu vô ta, tao mang nó cổ lắm luôn. Nè, cháu gái nè. Ăn cho mất cổ luôn. Đấy gần đó rồi. Ăn cà chua cho đẹp da nha. Con cà chua à. Con chua ăn gì chứ? Tôi mang hết vậy. Rồi được rồi. Không, chúng ăn được. Con gần ăn mấy gần. Ý ăn cà chua kìa. Tắm nó sớm đi bà hai. Bà không nó sớm. Bưng ra rồi, rồi bưng ra rồi bây giờ dài 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 chó nha. Đây. Bây giờ dài 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 chó nha. Để dùm cho. Rồi hai bưng ra con. Đi. Để bưng dắt cái này rồi à. Con bưng đỏ hết á. Cái đó mình lấy dao bị bựa mình chặt nó ra được không ạ? Ăn nó đi. Thọ cái lưỡi ra nè. Cái lưỡi không có đâu thọ. Ăn nó hay gì? Thôi. Ăn đi. Mà hành nữa qua. Nó ăn ra chút mà. Mới qua. Ô nguyên cá chạp qua quay qua ba. Để làm hai ba. Để cái lưỡi cái họng này qua. Ở trong đó chứ thịt không có ha. Ừ. Đó. Ôi ơi coi kìa. Chạp cái máng. Ấy sao ạ? Nè. Bữa con nhà ăn cái hàm của con heo. Cho nguyên hàm luôn nha. Nguyên cái hàm luôn. Mình ăn như đây là mình đủ đô rồi đó. Rồi mình ăn miếng đi rồi mình kết thúc video. Ăn miếng đi. Thúc. Ăn mình miếng lên nha cả nhà. Ăn cái bò ốp miếng nó ra cả nhà. Cái đồ ốp gì cái nó vừa ăn quá hả? Hai bịch đó, hai bịch ốp luôn á. Rồi cái nhà miếng gỡ miếng thịt nó ăn nha nhà. Kết thúc video. Rồi ba ăn miếng đi. Mời cả nhà ăn thịt nè. Rồi mình kết thúc video luôn nha cả nhà. Cả nhà cứ quyết kênh mình thì cho mình like đăng ký kênh ủng hộ kênh mình nha cả nhà, đang mình có động lực làm tiếp nha. Bye cả nhà, mời mình gặp lại nhà ơi. Bye tạm biệt, mời làm lại coi. Bye cả nhà. Có cục thịt nhìn này vẫn còn mịt mài nãy nha. Vô đường này nó ra đường.